Xin chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau ở trong loạt bài thứ hai ở trong những cái với chủ đề là những cái kinh nghiệm mà mình đã trải qua khi mà trong kỳ thi TOEIC. Và trong cái loạt bài thứ hai này mình giới thiệu với các bạn đó chính là chiến lược ôn và làm bài. Vậy thì trong loạt bài này chúng ta cần phải nói điều gì? Trước hết là mình muốn nói vào khi mà chúng ta vào phòng thi thì chúng ta cần phải có những cái động thái như thế nào. Đầu tiên là các bạn tìm đúng phòng thi và tìm đúng cái chỗ ngồi của mình. Và trên cái phiếu báo danh của các bạn sẽ có để cái nơi mà các bạn thi. Vào nơi đó thì các bạn tìm đúng phòng thi và ngồi vào đúng chỗ của mình ha. Và sau đó nữa là các bạn tắt nguồn điện thoại. Không phải là cho nó rung mà là chúng ta phải tắt nguồn điện thoại. Và sau đó thì giám thị họ sẽ đến và họ thâu điện thoại. Cho nên các bạn nên tắt nguồn điện thoại ha. Và sau đó là chúng ta kiểm tra lại vị trí mà chúng ta ngồi. Bởi vì chúng ta không biết được chữ ngờ. Tại vì những cái nơi mà chúng ta thường ngồi vào thi TOEIC là những cái trường học, cho nên là ở phía dưới sẽ có cái học bàn và sẽ có giấy tờ gì đó, nên là chúng ta nên kiểm tra chắc ăn lại để không có gây ra những cái sự việc đáng tiếc xảy ra mà không phải lỗi do chúng ta. Rồi tiếp theo đó là chúng ta làm bài như thế nào. Vậy thì các bạn, khi mà chúng ta làm bài thi TOEIC thì chúng ta cần phải như thế nào? Chúng ta phải luôn luôn có những cái điều chúng ta cần phải suy nghĩ trước khi mà chúng ta bước vào phòng thi. Có những cái chiến lược để chúng ta sẽ đạt được những cái điểm cao nhất mà chúng ta cần ha. Vậy thì thường á thì mình thấy các bạn thường hay đánh dấu vào trong đề thi. Và sau đó thì các bạn sẽ dành thời gian ra vào những phút cuối cùng để các bạn đánh vào trong cái phiếu thi. Nhưng mà thật ra thì đó cũng là một cái điều mà có một số bạn làm điều đó cũng được, mình chẳng phản đối. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình đó, thì chúng ta nên đánh luôn vào trong giấy thi những cái câu nào mà chúng ta đã cảm thấy chắc chắn rồi. Và như vậy thì chúng ta sẽ giảm bớt được cái thời gian chúng ta lãng phí trong cái thời gian mà chúng ta đánh lại hai lần, đúng không các bạn? Và tiếp theo đó là đừng có cố mà viết khi mà đã báo hết giờ. Tại vì mình thấy khi mà giám thị họ đã báo hết giờ rồi, nhưng mà vẫn có một số bạn bởi vì đánh vào trong bài thi xong rồi sau đó không có xem thời gian rõ ràng, để rồi thiếu thời gian đưa những câu trả lời mà mình đã đánh trong bài thi đi vào trong giấy thi. Thế là giám thị bảo là hết giờ rồi, nhưng mà các bạn vẫn còn 5-6 câu, 10 câu các bạn đã làm trong giấy thi rồi, nhưng mà các bạn chưa đánh vào trong bài thi. Thế là các bạn đánh vào, nhưng mà giám thị thì họ sẽ thâu giấy thi của chúng ta. Và như vậy thì có bạn giật lại bài thi và như vậy nó sẽ rách. Cho nên là chúng ta nên cố gắng, đừng có cố viết. Và nếu mà để không cố viết thì chúng ta hãy nên phân bổ thời gian để mà chúng ta làm bài ha các bạn ha. Và dành 10 phút, phân bổ thời gian để chúng ta dành 10 phút cuối cùng để chúng ta kiểm tra lại toàn bộ cái giấy thi của chúng ta, tên, phiếu báo danh và xem lại tất cả những cái câu đáp án mà chúng ta đã viết trước đó có đúng hay là không. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói về cái chiến lược làm bài. Tại sao gọi là chiến lược làm bài? Khi mà chúng ta ra trận thì chúng ta luôn luôn có chiến lược, đúng không các bạn? Vậy thì các bạn, chúng ta thi TOEIC thì chúng ta phải thi bao nhiêu môn? 3 môn, mỗi môn bao nhiêu điểm các bạn? 100 điểm, vậy thì tổng cộng là 300 điểm. Vậy thì các bạn hãy nhìn xem cái bảng phân một đề thi TOEIC 2 thôi, nhưng mà chúng ta có tới 4 cấp lận. Đó là cấp 3, cấp 4, cấp 5 và cấp 6. Và mỗi một cấp nó đều có cái điểm chuẩn của nó, đúng không các bạn? Và ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ có chiến lược như thế nào cho cái bài thi của chúng ta? Thứ nhất, nguyên tắc thứ nhất là chúng ta xác định cái điểm số mục tiêu của mình. Nếu như mà đợt này mình muốn đạt cấp 4, vậy thì các bạn, nếu như mà là cấp 4 thì cái điểm chúng ta cần phải có là 150 điểm. 150 điểm cho 3 môn có nghĩa là 300, 150 trên 300. Vậy thì mỗi một môn chúng ta cần phải đạt là 50 điểm. Đúng rồi các bạn, 50 điểm. Mà để đạt 50 điểm trong cái bài thi của chúng ta thì thường thì chúng ta phải làm bao nhiêu câu? Một nửa bài, tại vì nó 50 điểm theo một nửa bài, đúng không các bạn? Đúng rồi, đó là câu 25. Vậy thì cái chiến lược của chúng ta là gì các bạn? Chúng ta phải biết được rằng mỗi một môn nghe và môn đọc của chúng ta ít nhất là các bạn phải làm đúng 25 câu cái đã. Ít nhất nha các bạn. Có nghĩa là cái khoảng cách của cái việc mà chúng ta muốn đạt 150 điểm ở trong cái bài thi đó thì làm như thế nào thì chúng ta cũng phải làm được 25 câu. Nhưng mà các bạn làm 25 câu rồi, các bạn có chắc chắn rằng trong tất cả 25 câu đó các bạn đúng hay không?
đó cũng là một điều mà chúng ta cần phải đặt ra cho bản thân của chúng ta, đúng không? Và cho nên là ít nhất cho các bạn, cho nên là chúng ta nên nên trừ hao, nên dự trù cho những cái câu sai đó. Và bên cạnh đó thì các bạn cũng nên xác định rằng trong cái ba môn này thì các bạn sẽ yếu nhất là môn nào. Chẳng hạn như đối với mình thì mình yếu nhất là môn viết. Vậy thì đối với môn viết thì trong cấp 4 thì mình có đạt được tối đa 50 điểm hay không? Và nếu cảm thấy rằng năng lực của mình viết mình không chắc là mình đạt được 50 điểm, vậy thì các bạn cần phải làm gì? Có nghĩa là các bạn nghĩ là nó là 45 điểm hoặc 40 điểm. Vậy thì cái phần điểm 5 hoặc là 10 điểm mà chúng ta nhắm là chúng ta không đạt được đó thì chúng ta phải lấy nó từ đâu? Lấy nó từ hai môn còn lại là môn nghe và môn đọc. Vậy thì tiếp theo là giữa môn nghe và môn đọc các bạn giỏi nhất là môn nào, thì các bạn tiếp tục rèn luyện chính bản thân mình cho cái môn đó và đặt cho mình là đợt này mình phải làm được câu 30 hoặc là câu 35 để cho cái sự trừ hao của mình nó sẽ an toàn để mình đạt được đúng cái điểm mà mình mong muốn ha các bạn ha. Vậy thì tiếp theo cái nguyên tắc 2 của chúng ta là phân bố thời gian hợp lý. Bởi vì sao? Đối với những hai cái môn thi là môn nghe và môn đọc. Môn nghe thì chúng ta phải thi toàn bộ, chẳng có gì để nói. Và môn đọc á, thì các bạn cũng nên phân bố thời gian hợp lý. Các bạn biết được bản thân của mình giỏi đến câu nào. Bởi vì trong cái quá trình trước khi mà đi vào trong phòng thi thì các bạn đã phải ôn rất là nhiều. Và các bạn sẽ biết được rằng mình giải đến câu mấy thì mình sẽ đuối sức. Và các bạn cố gắng từ bắt đầu lúc thi cho đến lúc mà các bạn giải quyết đúng được cái câu mà mình cảm thấy là mình an toàn thì các bạn nên cố gắng giải quyết trong cái thời gian nhanh nhất. Và sau đó thì chúng ta dành thời gian để chúng ta đọc những câu sau, như vậy thì nó sẽ tốt hơn trong cái việc thi môn đọc của chúng ta, để khi mà ra khỏi phòng thi thì chúng ta sẽ không nói rằng thiếu thời gian. Và tiếp theo đó mình muốn nói đó chính là môn viết. Môn viết thì nó chỉ có 4 câu thôi, nhưng mà hai câu đầu tiên là có trình độ là trung cấp, đúng không các bạn? Và hai câu tiếp theo là một trung cao. Vậy thì bây giờ câu cuối cùng là câu nhiều điểm nhất và cũng là câu nặng nhất, cho nên là các bạn cố gắng giải quyết hai câu đầu tiên trong thời gian nhanh nhưng mà vẫn để đạt được điểm tối đa ở trong cái phần đó. Và sau đó là câu ở giữa và câu sau, để chúng ta dành thời gian khoảng 30 phút của chúng ta để chúng ta làm câu cuối cùng, để chúng ta đưa ra một cái dàn bài thật là sơ sài cũng được, nhưng mà chúng ta đưa ra để chúng ta có nhiều thời gian viết. Tại vì thường thì chúng ta sẽ yếu môn viết, cho nên là các bạn nên đưa cho chúng ta một cái chiến lược tốt nhất cho cái việc phân bố thời gian khi mà chúng ta làm bài thi nha các bạn. Vậy thì cái lần thứ hai này trong cái bài giảng của chúng ta có nghĩa, trong cái bài này của chúng ta có nghĩa là chúng ta phải lên cái chiến lược cho cách làm bài của chúng ta. Chúng ta lên chiến lược để chúng ta phân bố thời gian, để chúng ta tránh chúng ta mất thời gian trong cái việc làm bài của chúng ta các bạn ha. Cảm ơn các bạn.